rồi những hàng tế bào bị khoang ối đẩy ra xa cái lá thượng bì còn lại được gọi là màng ối. Vậy thì chúng ta có hai cái khái niệm tiếp ở đây là sự hình thành nên khoang ối và sự hình thành nên màng ối. Ở khu vực ngoài là khu vực sẽ hình thành lá rau, khu vực này sẽ hình thành nên cơ thể. Và cái lá hạ bì phôi lần lượt sinh ra hai cái đợt tế bào lót ở mặt trong của khoang phôi nam. Đây, chúng ta có khu vực cái lá hạ bì phôi sẽ hình thành nên sinh ra những tế bào này, nó sẽ lót ở mặt trong của phôi nam, và lúc này khoang phôi nam sẽ được hình tổ tên thành túi loãng hoàng. Chúng ta thấy một cái khái niệm rất bài thuộc của chúng ta, đây là túi loãng hoàng là do chính cái khoang phôi nam được tạo ra. Rồi sau đấy sẽ có một hiện tượng gọi là hình thành nên trung bì ngoài phôi và khoang cơ thể ngoài phôi. Trung bì ngoài phôi thì bao gồm có trung bì ngoài phôi lá thành và trung bì ngoài phôi lá tạng. Trung bì ngoài phôi lá thành, trung bì ngoài phôi lá tạng. Và giữa hai lá trung bì ngoài phôi là khoang màng đệm hoặc khoang cơ thể ngoài phôi. Chúng ta thấy rằng trên hình ảnh đây là trung bì lá thành đây. Còn khu vực này được gọi là trung bì ngoài phôi lá tạng này. Và giữa hai lá khu vực này thì chúng ta có cái khoang cơ thể ngoài phôi, những khoang này là khoang cơ thể ngoài phôi. Và như vậy để hình thành tiếp theo là cái giai đoạn trung bì ngoài phôi lá thành, trung bì ngoài phôi lá tạng, khoang cơ thể ngoài phôi. Như tôi đã nói ngay ban đầu, ở trong cái phôi tạng có một số những cái thuật ngữ mà chúng ta sẽ phải lưu ý một chút, vì thuật ngữ trong phôi tạng nó khá rất khác biệt so với giải phẫu, rất khác biệt so với cái cơ thể trưởng thành của chúng ta. Tại sao lại khác biệt? Là bởi vì những cái quá trình hình thành phôi thì là những cái hiện tượng mà chúng ta chưa bao giờ gặp ở cơ thể trưởng thành cả. Cho nên chúng ta có những cái thuật ngữ riêng thôi. Rồi trung bình ngoài phôi lá thành sẽ lót mặt trong của lá nuôi tế bào, tạo nên cuống bụng và phủ mặt ngoài màng ối. Rồi lúc này thì phôi sẽ được treo lơ lửng trong khoang màng đệm, trong khoang cơ thể ngoài phôi bởi cuống bụng. Chúng ta thấy rằng trên hình ảnh thì phôi đang được treo lơ lửng ở trong khoang cơ thể ngoài phôi rồi. Chúng ta thấy phôi là treo lơ lửng bởi cái cuống này và cuống bụng này. Đây là toàn bộ cái phôi được treo lơ lửng bởi cái cuống này và cuống bụng. Rồi thành của khoang cơ thể ngoài phôi từ trong ra thì có trung bì ngoài phôi lá thành, trung bì ngoài phôi lá tạng. Đây, từ trong ra ngoài thì cái thành phôi này thì lá trong cùng là lá thành. Rồi tiếp theo, cái lá tiếp theo là trung bì ngoài phôi lá tạng. Rồi lá nuôi hợp bào, lá nuôi tế bào, lá nuôi hợp bào là những cái phần bên ngoài, là cái lá đây là lá nuôi, những phần đỏ đỏ bạn nhìn thấy trên hình vẽ là cái lá nuôi tế bào, lá nuôi, tôi xin lỗi, là lá nuôi hợp bào. Rồi các lớp này thì được gọi chung thành cấu trúc được gọi là màng đệm. Rồi trung bì ngoài phôi lá tạng sẽ phủ mặt ngoài của cái túi loãng hoàng. Chúng ta đây, trung bì ngoài phôi lá tạng phủ mặt ngoài của túi loãng hoàng. Rồi tiếp theo là cái sự phát triển của lá nuôi, của tuần hoàn tử cung và rau xuất hiện. Xuất hiện vào khoảng tuần thứ hai thì phôi nam ở cái vùng mà nó vùi vào cái niêm mạc tử cung của mẹ thì sẽ lá nuôi sẽ biệt hóa thành hai lớp. Chúng ta có cái đầu tiên như tôi đã nói phần trước, khi mà cái phôi ngày thứ năm thì nó có một cái bắt đầu di chuyển ở tử cung của mẹ, thì nó có một cái tế bào vòng quanh bên ngoài thì nó gọi là ti cho khách cửa đầm, tức là cái tế bào lá nuôi. Những cái tế bào này thì nó sẽ bám vào cái nội màng tử cung, nó sẽ làm tổ ở cái nội màng tử cung để tạo ra một khoang cho phôi chui vào và làm tổ ở cái nội màng tử cung. Và cho tới tuần thứ hai thì cái phôi nam sẽ gần như là vùi lấp hẳn vào cái nội màng tử cung của mẹ rồi. Và lúc này thì cái lá nuôi sẽ biệt hóa thành hai lớp, lá nuôi hợp bào với ngoài, tăng sinh cho cửa gián phân xâm lấn tiếp xúc với các mạch máu và cái tuyến nội màng tử cung mẹ. Và lá nuôi hợp bào này sản xuất ra một cái HCG, hay viết tắt của cái từ human chorionic gonadotropin, tức là hormone hướng sinh dục kích thích hoàn thể sản xuất ra progesterone.
ra thế. Cái chính vì thế cho nên trong cái quá trình mà thụ thai thì chúng ta thấy rằng vào khoảng 2 tuần sau khi có thai thì chúng ta thử cái xét nghiệm mà rất đơn giản, lấy máu xét nghiệm làm cái beta HCG, và nếu như cái beta HCG đấy nó dương tính thì lúc đấy chúng ta có được một cái khái niệm đầu tiên là cái khái niệm có thai, có thể có thai. Rồi, đấy là do cái lá nuôi hợp bào ở phía ngoài sản xuất ra cái HCG. Và các HCG này là cái hormone hướng sinh dục, nó sẽ tác động lên hoàng thể. Chúng ta nhớ lại là nếu mà chúng ta nhớ lại kiến thức hồi học đại học của chúng ta ấy, thì khi mà trứng nó phóng thích cái nano loãng ra ngoài thì cái phần còn lại của nano loãng sẽ tạo ra một cái tuyến hormone gọi là hoàng thể. Và hoàng thể nó sẽ tiết ra progesterone và estrogen để tiếp tục cho cái quá trình phát triển, duy trì cái nội mạc tử cung được thai lạc tổ. Và cái lá nuôi hợp bào này sẽ nó sẽ cũng tiết ra các cái HCG để kích thích các cái hoàng thể sản xuất ra progesterone. Và chính nhờ hoàng thể sản xuất ra progesterone như vậy thì nó mới duy trì được cái nội mạc tử cung dày, làm cho thai vùi vào, phồi vùi vào lạc tổ cái nội mạc tử cung được. Rồi tiếp theo là cái lá nuôi tế bào ở phía trong, lớp lá nuôi tế bào đây ở phía trong. Những cái lớp lá nuôi tế bào ở phía trong này thì sẽ phát triển theo cách gián phân và hình thành những các cột tế bào. Đây chúng ta thấy các cột tế bào, và những cột tế bào được bao quanh bởi cái lá nuôi hợp bào. Và những cái cột tế bào này, cái cấu trúc này được gọi là nhung mao hay gai rau nguyên phát. Nhung mao hay gai rau nguyên phát, đây chúng ta thấy là cái khoản này là khoản gan gai rau, đây là những cái lá nuôi hợp bào tạo ra những cái gai rau nguyên phát. Rồi đến khoảng vào ngày thứ 9 trong lá nuôi hợp bào thì sẽ xuất hiện những cái hốc. Và trong nội mạc tử cung mẹ, các mao mạch sung huyết và giãn nở được gọi là các xoang mạch. Các cái xoang mạch, các lá nuôi sẽ phá vỡ nội mô các xoang mạch để tạo điều kiện cho các hốc trong lá nuôi thông với các xoang mạch bên ngoài. Chúng ta thấy trên hình ảnh, chúng ta thấy các cái lá nuôi sẽ tạo phá vỡ thông với các hốc với các cái xoang mạch. Và các máu mẹ sẽ được mở vào hệ thống các cái hốc. Đây, chúng ta có động mạch dây rốn đấy. Chúng ta có cái máu đưa mẹ đưa lên, sau đấy sẽ được mở thông vào các cái hốc. Và những cái hốc này sẽ cung cấp những cái máu mẹ, làm cho tạo ra một cái hệ thống. Và cuối tuần thứ 2 thì sẽ có một cái tuần hoàn tử cung sau nguyên phát bắt đầu được hình thành. Đây, tử cung nó sẽ cung cấp máu qua dây rốn dẫn tới máu mẹ rồi dẫn đến rau. Như vậy thì cái hệ thống tuần hoàn này sẽ duy trì cái sự nuôi phôi bắt đầu từ tuần thứ 2 trở đi. Vậy thì cái hai tuần đầu thì nó dựa vào cái gì? Thì thông thường khi mà phôi nó bám vào cái nội mạc tử cung thì nó sẽ tạo ra ăn sâu vào nội mạc tử cung, vùi vào nội mạc tử cung thì sẽ hút những cái chất dinh dưỡng ở trong cái khu vực này, nội mạc tử cung. Cho đến tuần thứ 2 thì nó mới bắt đầu xuất hiện chính thức cái vòng tuần hoàn sau, từ máu mẹ mới đến nuôi thai. Đấy là cái thời kỳ thai, thời kỳ tiền phôi. Và thời kỳ phôi thì bắt đầu từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8 thì có một số những hiện tượng như sau. Tôi chỉ tóm tắt và tóm tắt lại thôi. Thứ nhất là sự tạm tô vị. Thông thường cái bài phôi chạm đại cương này, nếu như các anh chị nào học về phần phôi rồi thì các anh chị biết là phải dạy trong 6 tiết rồi. 6 tiết thì tôi chỉ tóm tắt được một số hiện tượng để cho anh chị đọc lại. Sự kiện đặc trưng nhất trong tuần thứ 3 là sự tạo phôi bị, là sự biến đổi cái đĩa phôi 2 lá thành đĩa phôi 3 lá, thiết lập trục đầu đuôi và tính đối xứng hai bên của cơ thể. Trong quá trình tạo phôi bị thì những nhóm tế bào di chuyển đến vị trí xác định để biệt hóa, hình thành nên các cơ quan. Vậy thì việc tạo phôi bị như thế nào? Thì bắt đầu từ xuất hiện của đường nguyên thủy ở bề mặt của thượng bì thì nuôi phôi. Chúng ta thấy rằng xuất hiện ở đây, chúng ta có một cái hố ở đây là hố nguyên thủy. Chúng ta có thấy một cái đường nguyên thủy, rãnh nguyên thủy ở đây. Và khi xác định rõ thì đường nguyên thủy gồm, thứ nhất là bao gồm rãnh nguyên thủy, thứ hai là hố nguyên thủy, và thứ ba là nút nguyên thủy hay là một nút Janssen ở đây. Thì ba cái chuyện này, ba cái cấu trúc này
từ rãnh nguyên thủy, hố nguyên thủy, từ nút nguyên thủy sẽ tạo ra xuất hiện rộng thì tạo ra một cái cấu trúc chung gọi là đường nguyên thủy. Rồi tiếp theo là trong vùng cái nút nguyên thủy và hai bên của đường nguyên thủy thì các cái tế bào tượng thủy vôi tách ra. Đây chúng ta thấy cái trên hình ảnh ở mức trên, các tế bào thủy yếu, cái đường nguyên thủy nó dần dần nó phát triển, các tế bào tượng thủy vôi tách ra để di cư xen giữa tượng thủy và hạ bì. Chúng ta có cái tượng thủy này, chúng ta có hạ bì này, và nếu trong cái mặt cắt khác thì cái tế bào di cư ở giữa tượng thủy và hạ bì sẽ hình thành nên hai lớp tế bào mới, đấy là nốt bì trong phôi và trung bì trong phôi. Đấy, chúng ta thấy rằng đây trên hình ảnh đây là tượng bì, đây là hạ bì, và chúng ta thấy có cái khu vực này là khu vực rãnh nguyên thủy ở đây, các tế bào di cư thì được gọi là nốt bì. Đây nốt bì trong phôi và trung bì trong phôi, và những tế bào còn lại của trước bì thì được gọi là ngoại bì. Rồi trung bì trong phôi thì nó sẽ đối xứng ở cái hai bên dây sống, trung bì nó sẽ đối xứng ở hai bên dây sống, mỗi bên từ trong ra ngoài thì có ba cái loại trung bì là trung bì cận trục, trung bì trung gian và trung bì bên. Chúng ta mường tượng ở đây, đây là dây sống này, đây là cái thiết đồ cắt ngang của phôi, cái ở giữa này là dây sống nó cũng giống như cột sống của chúng ta, và trung bì nó sẽ hình thành đối xứng là hai bên dây sống. Và khi trung bì thì hình thành hai bên để dây sống như vậy thì chúng ta có cái thứ nhất là trung bì cận trục. Cận trục là gì? Nó ngay cạnh dây sống cho nên chúng ta gọi là cận trục, cái đây là trung bì cận trục này. Rồi thứ hai là trung bì trung gian. Trung bì trung gian là cái trung bì ở bên ngoài của cái trung bì cận trục, và cái thứ ba là trung bì bên. Đấy là ba cái loại trung bì chúng ta thấy hình thành ở trong ba phần đầu, trong cái giai đoạn đầu tiên. Và như vậy thì trong quá trình tạo phôi thì thứ nhất là đĩa phôi ba lá được hình thành, và cả ba lá phôi ngoại bì, trung bì và nội bì đều có nguồn gốc từ phân bì phôi. Rồi tiếp theo là sự biệt hóa của ngoại bì. Chúng ta có đầu tiên là ngoại bì sẽ biệt hóa thành ba cái thần. Ngoại bì thần kinh là ngoại bì nằm phía trên của dây sống. Đây. Dây sống ở đây. Chúng ta có ngoại bì thần kinh là cục phía trên của dây sống. Sẽ trở thành tấm thần kinh. Nó sẽ phát triển thành cái tấm đặc, dây tế bào đặc kéo dài gọi là tấm thần kinh. Và cái dây tế bào đấy sẽ bị lõm vào để tạo ra một cái cấu trúc được gọi là mạng thần kinh. Và ngoại bì bề mặt sẽ tạo dây biểu bì và cái thành phần phụ thuộc của da. Đối với màng thần kinh sẽ tách ra từ hai bên màng thần kinh. Chúng ta thấy màng thần kinh ở đây. Thì chúng ta có một cái cấu trúc gọi là màng thần kinh ở đây. Cấu trúc bắt vèo phía trên của cái khu vực màng thần kinh và ống thần kinh này. Thì khu vực tách ra từ hai bên của màng thần kinh xen giữa ngoại bì thần kinh và ngoại bì bề mặt. Đây, màng thần kinh là cái cấu trúc này, nó sẽ tách ra tạo ra màng thần kinh, màng thần kinh, và đến sau này nó xen giữa cái ống thần kinh và ngoại bì thần kinh và ngoại bì bề mặt. Đấy là cái sự hình thành nên màng thần kinh. Rồi tiếp theo một cái hiện tượng này là sự khép của phôi. Đây là cái sự kiện phức tạp và diễn ra trong khoảng tuần thứ tư, thì biến cái đĩa phôi ba lá thành lá phôi có cái cấu trúc không gian ba chiều. Vậy thì sự kép phôi thế nào? Đầu tiên là phôi kép, đấy là sự hậu quả của sự tăng trưởng không đồng đều giữa các cái thành phần của phôi, không đồng đều giữa các thành phần của phôi. Đầu tiên là đĩa phôi thì tăng trưởng nhanh, đặc biệt là cái chiều dài. Chúng ta thấy cái chiều dài tăng trưởng rất nhanh, nhưng cái túi mãn hoàn gắn với mép xung quanh đĩa phôi. Đây, ra hình ảnh đây là túi mãn hoàn này. Đầu tiên là cái chiều dài của phôi này thì tăng trưởng rất nhanh, nhưng cái túi mãn hoàn thì nó vẫn giữ một cái kích thước tương đối tăng trưởng chậm. Trong khi đó túi ối lại tăng trưởng mạnh mẽ so với túi mãn hoàn, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là cái phôi nó đĩa phôi phát triển vòng lên về phía khoang ối, và dây sống, dây thần kinh và các đốt phôi thì thành trục theo hướng đầu đuôi khi mép hai bên cái phôi tiến lại gần nhau. Như thế đây nhé,
hình ảnh đầu tiên của túi mạng hoàn, phôi nó bắt đầu như thế này. Sau đấy thì cái phôi, cái phần trên của phôi này phát triển rất mạnh, và nó khi mà phát triển rất mạnh như vậy thì nó sẽ tạo dành cái phôi và khép lại theo cái chiều cong, và đây là chiều đầu phôi, đây là đầu phôi, đây là đuôi của phôi, và cái chiều về túi mạng hoàn cái bụng của phôi, và cái chiều phía trên là lưng phôi. Đấy là cái sự phát triển của phôi ở cái giai đoạn tiếp theo. Và kết quả của sự khép phôi là gì? Đầu và đuôi gặp về với bụng phôi. Chúng ta tưởng tượng của phôi càng ngày nó càng phát triển dài ra, nó phủ bao xung quanh của cái túi mạng hoàn, thì thu tức là phủ về bụng của phôi, là cái đầu và đuôi gặp lại với nhau để phủ của phôi. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh thì phôi đầu tiên bao giờ nó cũng cong, rất cong về phía theo cái hướng của bụng của phôi. Và hai mét của đĩa phôi tiến lại gần nhau phải do sát nhập lại với nhau ở đĩa bụng. Rồi tất cả những cái hệ cơ quan chủ yếu đều hình thành và phát triển ở trong cái thời kỳ phôi này. Và cuối của tuần thì phôi, tuần thứ 8 thì phôi đã biểu hiện rõ ra là cái hình thể của người. Chúng ta có một cái lúc nãy tôi có trình bày từ la tất cả những cái sự bất thường trong cái quá trình phát triển của phôi, các hệ cơ quan thì thường là những cái tác nhân tác động mạnh nhất vào tuần thứ 3 đến tuần thứ 8. Thì lý do là bởi vì các hệ cơ quan của chúng ta thì chủ yếu đều được hình thành phát triển trong tuần thứ 3 và tuần thứ 8 cả. Từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 8 là cái hình thành chủ yếu. Và cho tới tuần thứ 8 là chúng ta đã có một cái tương đối biểu hiện rõ ràng ra một số cái hệ cơ quan chủ yếu của phôi rồi. Rồi chúng ta có một cái nguồn gốc từ những cái tế bào và mô từ ba lá phôi. Tất cả những cái tế bào và mô thì đều có nguồn, trong cơ thể đều có nguồn gốc từ một trong ba của lá phôi. Chúng ta có ngoại bì, thì ngoại bì bề mặt sẽ tạo ra thể thủy tinh ở mắt này, sẽ tạo ra thủy trước của tuyến yên này, sẽ tạo ra túi đầu dung, sẽ tạo ra con bán tuyên và các tiền đình của cơ thể thần kinh sau số 8. Rồi chúng ta ngoại bì bề mặt còn tạo ra những cái túi nhỏ như ống ốc ta, trong đó có cơ quan xóc tim, các hạch xoắn của cái dây thần kinh 8, các biểu mô của ống tai ngoài, rồi các tấm cứu giác bao gồm các cái dây thần kinh sọ, rồi biểu mô 2/3 chiếc lưỡi, gòm miệng cứng, các thành, các nguyên bào dạ men, các ống và tuyến mang tai. Thì chúng ta có tuyến sữa, có biểu mô lót hậu môn của vùng thấp, biểu mô lót vùng xa của phần niệu đạo nhân vật, biểu bì, lông tóc móng, phần tiêu hồ và tuyến bã. Chúng ta tóm lại là chúng ta thấy một cái danh sách rất dài các cơ quan tạo ra từ ngoại bì bề mặt. Nhưng mà chúng ta nhớ lại một cái nguyên tắc chủ yếu là cái ngoại bì bề mặt nó chủ yếu tạo ra các cái phần bao phủ phía ngoài của cơ thể và khu vực các cơ quan tự nhiên của cơ thể, thì cái đấy là do ngoại bì bề mặt tạo ra. Rồi chúng ta có ngoại bì thần kinh. Đây, đầu tiên là đây là ngoại bì bề mặt này, sẽ tạo ra một loạt các cái cơ quan như tôi vừa nói. Rồi chúng ta có ngoại bì thần kinh thì chúng ta có tất cả các cái neuron trong hệ thần kinh trung ương, kể cả các neuron trước giao cảm và trước có giao cảm đều tạo ra từ ngoại bì. Rồi chúng ta có cái tế bào sao, tế bào không sợi dài, tế bào lợp thành ống nội tủy, tế bào sắc tố, tế bào đá rối màng mạch. Rồi tế bào chúng ta có võng mạc, tuyến tùng, thủy trước tuyến yên để tạo ra bởi ngoại bì thần kinh. Rồi chúng ta có cái cấu trúc tiếp theo là màu thần kinh sẽ tạo ra cái gì? Màu thần kinh sẽ tạo ra các neuron hạch giao cảm, sẽ tạo ra các neuron hạch giao cảm trong chuỗi hạch giao cảm trực sống, các neuron hậu hạch giao cảm trong mí mắt, trong xương bò miệng, trong hàm dưới tai, hạch ruột, các hạch khoang bụng của các xoang chậm, rồi những neuron cảm giác trong ve hạch dễ lưng, rồi tế bào xoang, tế bào bao quanh, các sợi thần kinh có myelin, rồi màng mềm và màng nhện não tủy, rồi những tế bào ưa chrome của thượng vị tủy và các thắt tế bào, những cái tế bào tạo ra tố ở cái phần đáy của lớp đáy của da của chúng ta. Rồi chúng ta có mà hàm trên, rồi xương gò má, xương thái dương, xương vào miệng, rồi vân vân, xương đe, xương búa, xương bàn đạp, một số các loại xương mà liên quan tới cái cấu trúc của mặt.
rồi chúng ta có cái nguyên bào tạo ngà, chúng ta có mạch ngăn động mạch chủ, động mạch phổi, các tế bào cận nang, tuyến giáp, cơ giãn, co đồng tử, cơ mi, thân đồng động mạch cảnh. Đấy là những cái khu vực, những cái cơ quan trong cơ thể tạo ra bởi cái màng thần kinh. Rồi tiếp theo thì chúng ta có trung bì. Cái phần này nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng mà có nhiều câu hỏi cho cái phần này nhé. Ví dụ như chúng tôi có thể hỏi trong cái câu hỏi trắc nghiệm của chúng tôi là cái xương, cái khu vực xương đe, xương búa tạo ra từ cái phần gì, cái trong vòng nhé, sẽ tạo ra từ cái gì. Thì các anh chị đứng về mặt khối học rồi chúng ta phải giải thích được, chúng ta phải biết được. Mình dạy cách nhớ. Rồi đối với trung bì thì chúng ta có trung bì cận trục thì sẽ tạo ra cái cơ vân bám xương của toàn bộ cơ thể, tức là toàn bộ các cơ vân đó, rồi cơ vân bám xương của đầu và cổ, các cái cơ ngoại nhãn cầu, các cái cơ bên ở trong lưỡi, các cái đốt xương sống và xương sườn, xương chậm, chân bì và màng thọc cứng, và toàn bộ cái khu vực này tạo ra chân bì, tức là đa phần các khu vực trung bì sẽ được tạo ra bởi các cơ quan cơ và xương. Đây chúng tôi nhắc lại thế nào là trung bì cận trục. Chúng ta có dây sống ở đây, cái trung bì của khu vực này ngay sát cạnh dây sống chúng ta gọi là trung bì cận trục. Rồi chúng ta có trung bì bên. Trung bì bên là chỗ nào? Thì ngay sát dây sống là trung bì cận trục, với trung bì bên là cái khu vực này người ta gọi là trung bì bên. Trung bì bên sẽ tạo ra các cơ bám xương ở chi, rồi xương ức, xương đòn, xương vai, xương trọng, thanh mạc, lớp đệm, cơ niêm, lớp dưới niêm mạc, rồi áo ngoài của cái ống tiêu hóa. Rồi chúng ta có các loại tế bào máu, những tế bào đệm, tế bào Cooper, chúng ta có tim mạch, bạch mạch, lách vào tâm thận, xung thanh quản, vân vân. Thì tất cả những cái này sẽ tạo ra một cái cấu trúc, đều tạo ra từ cấu trúc ban đầu là trung bì bên. Rồi chúng ta có trung bì trung gian. Đấy, khu vực này là trung bì trung gian. Thì trung bì trung gian thì chúng ta tạo ra thận, tinh hoàn bầu trứng, đường sinh dục và cái tuyến sinh dục thuộc. Cái bài này chúng ta có cái bài hệ tiết niệu riêng, cái tiết niệu về sinh dục riêng, thì chúng ta sẽ học cái trung bì trung gian. Chúng ta có lỗ bì trên hình ảnh, thì khu vực này cơ cấu tạo của phôi, phần này là lỗ bì này, phần đen của mình này. Lỗ bì sẽ tạo ra cái gì? Thứ nhất là biểu mô lót ống thính giác của khoang tai giữa, rồi biểu mô lót 3 phần sau lưỡi, xà miệng, lết vào miệng, vào miệng hầu, rồi các tế bào chính là tế bào axit của tuyến cận giáp, tế bào biểu mô và tiểu thể tuyến ức và tế bào nang của tuyến giáp, và bộ với những cái cấu trúc này sẽ được sinh ra từ lỗ bì. Rồi chúng ta có biểu mô của các tuyến khí quản, phế quản, tức là biểu mô của các cái niêm mạc của đường hô hấp. Rồi chúng ta có biểu mô của hệ tiêu hóa, rồi gan, rồi biểu mô dẫn mật, rồi tế bào nang, tế bào tiểu đạo, đó và sắt của tuyến tụy, rồi biểu mô bàng quang, âm đạo, biểu mô niệu quản, tức là các loại biểu mô nằm ở các khoang ở phía trong cơ thể thì đa phần là đều được tạo ra bởi lỗ bì. Đấy là một số những cái phần tiếp theo, phần nguồn gốc của các cái cơ quan trong cơ thể. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả các cơ quan trong cơ thể đều có ba cái nguồn gốc là ngoại bì, nội bì và trung bì. Và chúng ta nhớ được từng cái cơ quan trong cơ thể thì nó có cái nguồn gốc từ nội bì, nội bì hay trung bì. Rồi tiếp theo chúng ta có thời kỳ thai. Thời kỳ thai bắt đầu từ tuần thứ 9 cho tới khi trẻ ra đời. Thì đầu tiên là chúng ta có những điểm nổi bật của thời kỳ thai này là thứ nhất là cái cơ thể phát triển rất nhanh, tăng trọng lượng rất nhanh và tiếp tục biệt hóa hoàn thiện các cái hệ cơ quan. Chúng ta có cái những tiêu chuẩn để xác định tuổi thai trong cái thời kỳ thai. Nếu như tuổi theo tuần thì chúng ta có tuần thứ 9 thì cái chiều dài đỉnh bông thì nó sẽ vào khoảng 50mm, tức là 5cm, khoảng 5cm, và chiều dài bàn chân là 7 và thể trạng thai khoảng 8 gram vào tuần thứ 9. Và lúc này cái đặc điểm của thai thì mắt thì nhắm, đầu tròn,
bộ phận sinh dục ngoài thì chưa phân biệt thành trai gái, và ruột thì còn trong ở dây rốn. Cho đến một tuần sau, tuần thứ 10 thì ruột đã ở trong ổ bụng rồi, và lúc này cơn móng tay non bắt đầu phát triển. Thai lúc này thì có chiều dài khoảng 66,1 cm. Đến tuần thứ 12 thì chúng ta thấy rằng thai dài khoảng 8,7 cm, nặng 45 g, và lúc này thì cái giới tinh thai phân biệt được bề ngoài và ranh giới cổ tương đối rõ. Và trong siêu âm sản khoa thì thường có đo cái độ dày da gáy và khoảng cái thời gian này để biết được cái thai nhi có liệu có phát triển bình thường không. Đến tuần thứ 14 thì đầu bắt đầu thẳng và chi dưới bắt đầu phát triển, nặng 110 g. Đến tuần thứ 16 thì dài khoảng 14 cm và có bắt đầu xuất hiện hai tai ở phía ngoài của đầu. Đến tuần thứ 18 thì dài khoảng 16 cm và xuất hiện cái chất gây ở da và móng chân non thì lúc này bắt đầu phát triển. Và đến tuần thứ 20 thì dài khoảng 19 cm rồi, và có tóc và lông tơ mình ta chúng ta có thể thấy được. Rồi đến tuần thứ 22 trở đi thì thông thường từ tuần 22 trở đi là thai có thể sống sót. Thì tuần thứ 22 thì dài khoảng 21 cm, thì da thường nhăn và đỏ. Không biết các anh chị Nhi ở đây có Nhi sơ sinh hay không, đã nuôi thai sớm nhất là vào tuần nào? 28. Đến tuần thứ 24 thì dài khoảng 23 cm, nặng khoảng 8-20 g. Lúc này thì móng tay hình thành và cái cơ thể thai ở cái giai đoạn này thì thường rất gầy. Đến tuần thứ 26 thì khoảng nặng 1 cân, và lúc này mắt thai bắt đầu mở ra rồi, và lông mi thì bắt đầu mọc. Với tuần thứ 28 thì nặng khoảng 1.300 g, thì lúc này da bắt đầu nhăn và mọc, tóc phát triển tốt. Và đến tuần thứ 30 thì 1.700 g, thì lúc này móng chân hình thành và cơ thể của cơ thể của thai lúc này tương đối đầy đặn, và tinh hoàn thì lúc này đang được hạ xuống từ vùng bụng, đang trong quá trình di cư. Tuần thứ 32 thì khoảng 2 cân 1, móng tay dài đến đầu ngón, da hồng và mịn. Đến tuần thứ 36 thì thân thể bắt đầu mút mịn, lông tơ thì không thấy, móng chân dài đến trên tận đầu ngón và các chi thì gấp, nắm chặt, thường là nắm chặt. Đến tuần thứ 38 thì bắt đầu sinh, thì bắt đầu ngực nở, tinh hoàn ở bìu hoặc là trong ống mẹ, ngón tay bắt đầu ngón tay quá cái đầu ngón. Thì đấy là một số những cái đặc điểm ngoài thai tương ứng với cái tuổi thai. Rồi một phần nữa là những cái màng thai, màng rụng và rau. Thì những màng thai thì được hình thành từ màng đệm, màng gối, túi mãn hoàn của miệng nam, và những màng này thì cũng phát triển từ hoàng tử, được gọi là phần phúc của thai. Và đối với màng tử cung mẽ thì có cái phần tham gia cấu tạo thai sau và sau khi trẻ ra đời, thì có phần con da, cho nên gọi là màng rụng. Và một số những cái thuật ngữ dùng trong sản khoa, chúng ta thấy tương ngoại sản mạc thì tương ứng với màng rụng, trung sản mạc tương ứng với màng đệm, và nội sản mạc thì tương ứng với màng gối. Thì chúng ta thấy là cái nội mạc tử cung của phụ nữ mang thai thì gọi là màng rụng. Đây, màng rụng. Và bởi sau khi trẻ ra đời thì chúng sẽ được bong ra cùng với rau. Thì màng rụng có 3 vùng khác nhau. Thì màng rụng sau nằm ở giữa phôi nam và cơ của tử cung. Màng rụng trứng là lớp nội mạc phủ lên phôi trong cái hàm tổ. Và màng rụng tử cung là tất cả các phần như màng tử cung còn lại. Thì 3 khái niệm. Và chúng ta thấy đây là cái nhảy của các cái màn rụng, của các cái gai rau, của cái động mạch tử cung đưa máu đến hình thành nên những cái trao đổi giữa cái mẹ và máu, giữa mẹ và thai như thế nào. Một cái bánh rau đủ tháng nó sẽ hình thành như thế nào, thì cái này tôi sẽ nhắc qua. Và chúng ta thấy những cái mạch máu sẽ sớm liên hệ với nhau để thành hành lưới động mạch, mao mạch và tĩnh mạch trong trục liên kết giữa các gai rau. Chúng ta thấy cái màu đỏ gọi là động mạch, màu xanh trên hình vẽ là tĩnh mạch, và cái sự ra cái lưới giao giữa động mạch và tĩnh mạch ấy, thì nó có những cái mao mạch, và các động mạch và tĩnh mạch trong cái dung mao đệm, đây dung mao đệm này,
trong mạch của tĩnh mạch trong mô đệm sẽ lưới, sẽ sớm liên hệ với mạch máu trong màng đệm, trong dây rốn tương lai trong phổi. Đấy là một số những cái hiện tượng chủ yếu của cái phôi nhập đại cương mà tôi muốn nhắc lại trước khi sang cái bài hôm sau. Thì bài tiếp theo thì tôi sẽ giảng cho các bạn về bài một bài về dị tật bẩm sinh và một bài về